nay mùa dịch ế xô quá cho nên đi mua máy cày cho anh em. Chỉ đổi nghề nghiệp. Để em quay camera sau, nay em chở khách đi mua máy cày. Hiện tại đang ở Long An nha anh em, ở Gò Đen. Chính là chiếc Isaki TS2510. Đó. Thì về đang cày cái mùa vụ này, người ta mưa, người ta mới cài đất lên. Thì mình mới chở khách đi lên Sài Gòn, tiếp dọc về Long An để kiếm mấy cái con máy cài đang về cài đất. Về sau ngồi. Đây 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 đây. Đề nổ. Isaki này 2205 kia 2510. Đây là mã hiệu Kubota. Kia cũng có một chiếc. Đi cào kéo mà bị mắc lại á, cái mấy cái con này nè, về kéo
này giá sao chú? Này về dưới để làm cái xét giá luôn nè, để anh em mua để 55 triệu. Đó mình xe về nhà. Giao tới nhà ha. Ờ giao tới nhà, mình xe về nhà luôn mà mình nói nha. Bình nói bình khác. Bình mới. À. Bình này là bình cũ rồi, bình mới. Đó kêu giá cho bán luôn, giá. Dạ. Mình xe về nhà. Cái này là anh chủ anh để lại là 55 triệu là bình mới thay cái bình khác với bao về về tới nhà. Giao xe về tới nhà luôn ở huyện Tân Phú Đông nha anh em. Quan trọng là cái máy với cái hồ bỏ hộp số nha. Thử đi, tay nghề anh tài rồi chơi. Xuống ghe chiếc này là 55 triệu nha anh em. Đó, thấy chưa? Không có hệ thống chống rung nha anh em. Bao rung luôn. Lấy trớn là đua cho nó nhầm. Chưa gắn cái bô trên mà chưa gắn giảm thanh rồi. Thắng tay à. Tay là này nè, tay là đây nè, tay là này nè. À. Rồi. Để nó tụt. Nhưng bán tôi thì thoải mái lắm, thử thử nó chạy kia luôn. Dạ. Chứ phải là bán mà nổ máy là thôi, nó thử thoải mái, cố gắng cho nó thoải mái. Mấy anh cậu xuống tới nữa, lợi thử thoải mái là được, thì muốn bán phải vậy. Máy thì cứ tin thế, thì ở chỗ này của mình là tên gì đặng có gì anh em ta lên ta mua. Quý Phát Quý Phát nha.
Lấy kẹt, lấy kẹt đi. Có gì người ta coi clip này kia đâu. Ta thích ta lên. Đây là mua máy cài xong rồi anh em, giờ đang xuống máy. Tài xế đi vào máy cài rồi kim chở xuống luôn anh em. Dè xuống. Ha ha ha.